Ok và hello, xin chào bạn đã trở lại với channel mình là Sầu Riêng TV đẹp trai 12 cá tính nè. Hôm nay mình sẽ bắt đầu với một video Minecraft cùng với tất cả 1 2 3 4 thành viên của Sinh Tố Team còn lại, đó chính là Abby, chị Nabi, Hachi và Chinky. Hôm nay các bạn nhớ qua kênh mình nha. Im đi. Im lặng. Hôm nay mình sẽ quay một video mới lần đầu tiên xuất hiện trên channel mình, đó chính là sinh tồn từ 0 sao đến 5 sao phiên bản người cá. Ok, bây giờ 1, 2, 3 là biến hình nha. 1, 2, 3, bùm. Chiêu, ghê chưa? Bây giờ tụi mình đã trở thành những nàng tiên cá rồi nè. Hả? Gì vậy? Anh chết chạy thôi. Trời ơi, nàng tiên cá gì? Thấy đồ rồi. Trời ơi, thôi, ok, thì hôm nay tụi mình sẽ tạo, tụi mình đã có được một căn nhà giống như là một cái sảnh chợ, bạn ơi, đó, mọi người vô đây với tôi, mọi người đừng có quan tâm này gì hết trơn á, tôi trang trí thôi, đó, bây giờ á, cái sinh tồn này chúng ta đã có tới 1, 2, 3, 4, 5, 5 sao, nhưng mà chúng ta sẽ có thêm một cái rất là khó nữa là không sao. Nên mọi người sẽ đi qua đây, mọi người đi đây. Đây là chỗ đổi tiền nè. Đây, mức số tiền không sao chúng ta sẽ có 5.000. 1 sao thì sẽ có 10.000. 2 sao thì là 20.000, còn 3 sao là 50.000, 4 sao là 100.000, còn 5 sao là 200.000 đó. Nên bây giờ rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là phải sinh tồn, phải gọi là chiến đấu nhau để sinh tồn đó nghe. Nên bây giờ ai xung phong gạt cái cần gạt để lấy số trước. Đôi. Ok, chính cây. Vô đây. Vô đây. Cố lên. Rồi, màu gì đây? Ui, màu cam là nhiêu vậy? 2 sao. Ok. 2 sao. Chị Nabi, lên đi chị. Tới tôi nè, màu trắng. Màu trắng là không sao nha. Màu trắng là không sao nha. Rồi. Đúng rồi, không sao, em đỡ phải đi vòng vòng, em đi vòng vòng phá từng nữa. Tôi sẽ nói cho ông nghe một cái này rất là khó nghe, là chúng ta đang chơi chế độ là bình thường nên chúng ta sẽ gọi là bị đói bụng, nên ông mà vô không sao là ông chết. Oh my god. Chết nghe. Giờ nè, ông lấy được 5 sao phải không? Ừ. Tôi chạy qua tôi xử ông, tôi lấy đồ ăn, tôi lấy tiền ông. Trời ơi, dễ sợ luôn. Dễ lắm. Ok. Màu tím là gì? 3 sao. Trời ơi. Trời ơi. Rồi. Chinh kia, tới chinh kia. Tôi cũng không quan tâm nhân phẩm của tôi đâu. Màu xanh. Wait a minute. Ui, tốt sao luôn. Ê, chị Nam ơi, đi nghe. Trời ơi. Màu trắng. Màu trắng. Ê, chết rồi. Còn khoan khoan nghe. Còn 1 sao. Không, ai vô cái gì thì chơi cái đó. Chúng ta quay một shot. Ê, còn Abby nữa, phải không? Ủa, còn ai? Hết hả? Chết rồi. Còn màu vàng với màu đỏ. Trời ơi. Chết rồi. Hồi hộp quá. Màu đỏ. 1, 2, 3. It was at this moment he knew he fucked up. Trời ơi. 1 sao các bạn ơi. Trời ơi, má ơi, xui quá. Trời ơi. Ok, bây giờ xong cho mọi người đổi tiền. Vì mấy người tiền nhiều đổi tiền quay bất đổi vậy. Đổi hoài. Đi đừng có đổi tiền nữa. Mua tiền này sầu riêng. What? Trời ơi. Trời ơi, coi mấy con người nhà giàu kìa đứng đổi tiền. Đổi tiền. Trời ơi. Ok. Xong chưa? Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi. Chúng ta sẽ đi ra khỏi căn nhà này đó. Ra khỏi căn nhà này chúng ta sẽ đi mua đồ cho mọi người. Ừ dạ. Đây nào. Trời ơi, đó. Đây, chào mừng mọi người đã đến được với. Ra đâu vậy? Trời ơi, bà nội. Mở cửa đi ra. Đâu rồi? Trời ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là lựa đồ, lựa chọn món đồ mà chúng ta mua nghe. Đó. Ok. Không biết 10.000 của mình có mua được gì không nữa. Trời ơi, thấy nội một cái cúp thôi là 2 xu rồi. Trời ơi, cái gì? Nói xung cà na luôn. Thôi chắc mua một cây cúp thôi. Trời ơi, mua cái hết tiền luôn má ơi. Trời ơi, chị nó bị mua gì vậy chị? Có mua tiền. Mua đồ ăn không à. Ờ đúng rồi. Mình phải mua lương thực nữa. Mua lương thực là chúng ta sẽ có trời ơi, chỉ mua được một trái táo, một ối mì. Trời ơi. Ê da. Cho chị biết tiền coi. Trời ơi, em không có tiền, chị hỏi mấy người nhà giàu kìa, mấy người nhà giàu. Cho chị miếng tiền, mua cái cốc
không biết đó. Trời ơi chị ơi. Ủa, cái hả? Này cái nhà ơi, nhà cắm trại này. Vung tiền cho vung 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 rác cho đây đây. Ê ê ai vậy? Ủa, ai? Trời ơi. Mọi người ơi, ai vào qua đi mua căn nhà cắm trại đi, căn nhà cắm trại tôi thấy xịn nè, có 3 căn luôn kìa. Chị cái cúp đi. Thôi dẹp đi. Trời. Chị muốn cúp gì? Chị muốn cúp gì? Cúp sắt, cúp sắt. Để cúp ba đi. Trời ơi. Ok. Mọi người đã mọi người đã chuẩn bị đồ xong chưa? Trời ơi, trời ơi, chín ký ơi. Trời ơi, mua nguyên một bộ đồ sắt luôn, kim vàng, kim cương luôn. Trời ơi, chín ký quá, mua mua nhà chín ký, mua nhà. Đâu, 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 đâu. Trời ơi, đẩy ra. Trời ơi, chưa gì đó bụng rồi. Trời ơi, đúng là người nhà giàu quá kìa. Có thể mua được cái áo này, trời ơi. Trời ơi. Mua nhà hả? Đúng rồi. Mua nhà sao vậy? Mua căn nào đi, mua căn mấy căn gì? Màu xanh mua kìa. Ông là chủ cơ cho nên tôi mua căn màu xanh luôn. Ok, cảm ơn Chinky. Cho tôi đi. Đây. Ôi cho luôn hả? Cho chủ cơ. Oh my god. Ôi ơi, ơi, nhà nhà ông mày nhà. Mày chưa bị hốt rồi hả? Hốt rồi ai? Ôi ơi ơi. Hốt rồi ai? Ok, mọi người đã mua nhà xong hết rồi phải rồi phải không? Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến nhà đâu tiền đâu mà mua nhà. Ủa cái màu xanh đúng là nhà luôn phải không? Đúng rồi. Nhà hết luôn đó. Mua đi. Mua đi, mua đi. Mãi vô, mãi vô. Trời ơi. Ok, giờ mấy bạn ơi, nãy giờ đợi mọi người gọi là đợi đã ra lựa lựa đồ thì mình đã đi đến. Đi đến, đi đến. Ê, sao quen vậy nè? Ông có chơi mà cái gì hoa ngoại nói giận không? Thôi thôi đi ông nội ơi, nhìn thấy ghê. Đó. Bây giờ bây giờ tụi mình đã bây giờ tụi mình đã đi qua được một cái hồ rất là bự luôn. Đây chỗ này là thuốc tiên cá. Đó, để uống cái thuốc này vô chúng ta có thể lặn được dưới nước. Chị hết tiền rồi. Chị Bình ơi. Trời ơi. Hồi nãy em cũng vậy luôn. Em ngu dốt em. Lên lên lên. Chinh Kỳ ơi, mua giùm tôi Chinh Kỳ. Cảm ơn nhiều. Trời ơi. Cảm ơn Chinh Kỳ nha. Ok. Ok, mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi tao nói đồn này. Đồn này của mình nó ngu dốt ghê bạn ơi. Có mấy món. Ok, bây giờ mọi người sẽ kiếm địa bàn của nhau để gọi là làm nhà đi. Ờ, để gọi là có một địa bàn riêng đi. Ok, bây giờ mình sẽ lựa một cái khu nào cho nó đẹp. Mình nghĩ là mình sẽ đi ra đây đi. Ok, hồi nãy Chinh Kỳ có mua cho mình một cái gọi là cái nhà cắm trại đó. Chị không có nhà. Ở dưới hồ đó có cái này đá vậy. Trời trời, ok. Ê, sao đi nè. Hả? Gì? Né ra khỏi sau đó. Đi ra. Ông đi ra. Ông có quên lộn nghe. Ê, ui da. Trời ơi. Chị ở chung Chinh Kỳ vậy. Đây, 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 đây. Trời ơi. Mấy bạn có không có nhà đi qua đây với coi. Đâu, đâu, đâu. Xem. Ở đâu vậy? Tao đi qua chung rồi sao em? Ok, ok, ok. Ê, ê, tôi dành rồi, chỗ này của tôi nha. Tôi xây nhà ở đây là không ai ở. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi căn nhà hồi nãy Chinh Kỳ tặng mình. Búp. Wow. Wow, cảm ơn Chinh Kỳ, trời ơi. Người cá có nhà ở nha. Ồ, ghê chưa? Ê. Tôi tưởng là gì ta gọi là dưới mặt nước chứ. Ai biểu ông tưởng vậy chi? Tao ai có ai mua nhà nữa không? Đây nè, chắc chắn là phải có tôi em nói rồi. Nhưng mà từ từ tôi chọn cái chỗ đẹp đẹp tí hả cho chị em ở. Bà đang đâu vậy? Đó là bên hao nha. Đi ra, đi ra chỗ khác. Bánh nhà tôi đó. Đi ra chỗ khác. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Trời ơi. Trời ơi. Hai cái người kia ồn ào vậy. Đương nhiên rồi. Ôi, các bạn coi kìa, coi Chinh Kỳ kìa, chuẩn bị đang chuẩn bị xây nhà kìa, đại gia chuẩn bị. Tôi lắp cái móng chứ cái đã. Ồ, khỏi cần móng luôn, bà chỉ cần đặt ra thôi là nguyên một cái ruộng lúa nhà luôn. Lên luôn. Lên luôn đại gia. Okay. Đại gia lên luôn đại gia. Trời ơi đại gia. Đâu đâu đâu, bấm chuột phải, bấm chuột. Ua. Ê. Ôi. Ôi. Được. Nice. Trời ơi. Cái nhà bị ngập rồi. Cái nhà bị ngập rồi hết rồi. Cái nhà bị ngập rồi kìa. Trời ơi. Ôi bãi chợ. Nhà ở được nè. Nhà nhiêu chỗ ở, nhiêu chỗ ở. Trời ơi, đại gia gì ghê vậy? Ôi ơi. Nhà mình có mình ở rồi mà Chinh Kỳ mua căn nhà gì mút chỉ người ở luôn. Wow. Đây khách sạn nha. Mọi người đi, 10 đô nha. Đâu rồi, Chinh Kỳ đâu? Ủa hai chị đâu rồi? Mọi người khoan. Hả? Kìa. Đây. Làm gì? Bày kế hoạch chút xíu. Kế hoạch gì? Vô đây. Bỏ cái gương này lên nè. Cái gương này. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, đồ ơi, Chinh Kỳ ơi. Cảm ơn Chinh Kỳ rất là nhiều luôn. Trời ơi. Wow. Ờ, Chinh Kỳ ơi, tuyệt vời quá Chinh Kỳ ơi, mua nhà đâu đẳng cấp vậy Chinh Kỳ. Mua cái nhà là đâu quá trời luôn. Ôi ôi, ta nói mà cái lần cắm trại lần đầu tiên này mình cảm thấy rất là hên luôn bạn ơi. Rồi.
Ok, bây giờ mình đang nói bộ ngoài mình sẽ review cái trái táo cho bạn coi. Trời ơi, tao nói nó cay đắng cuộc đời. Ăn một cái rồi. Wow, ăn vô hả? Cũng vậy rồi, không có no gì vậy. Tôi ghé qua nhà ông, tôi tặng cho ông món quà nha. Cái này nè. Thôi, không nghe. Really nigga. Đi ra chỗ khác, đi ra. Thịt quá trời luôn nè, mình nướng đi. Ui, có thịt luôn hả? Nhức nách luôn. Khoan, chị nói chị nướng thịt đi rồi chị dập hết lửa sao nướng? Không, chị đâu dập đâu, em bị dập á. Trời ơi. Ôi, ê, Hai Chi, hồi nãy tôi thấy ông còn cái nhà phải không? Đúng rồi, Hai Chi xử xài nhà ông đi. Ok, Hai Chi. Cái nhà này trang nhà này, ai cái nhà như trang nhau có gì đâu xài. Ủa vậy hả, mở bự ra đi. Ông cũng mua cái căn trại. À, trời sao ơi. Sao chị nước không vậy? Trời ơi, trời ơi, căn trại ở đâu ta? Ở bên góc này thôi. Ok, đặt đi, đặt mớ rộng ra đi. Chắc tôi bỏ căn nhà kia quá. Căn nhà của tôi ở trong mình. Trời ơi, trời. Thôi chú nghĩ vậy nè. Tàu riêng, bánh nó mất rồi. Ôi, bông. Trời ơi, rồi luôn. Hả, có chuyện gì vậy? Hả, đây. Tôi nghĩ vậy nè, hay còn hai căn nhà để tôi mua nốt cho ông để ông review luôn nha. Ok, trời, đại gia có khác các bạn ơi, đại gia mua lè liền. Ok. Ok, bây giờ mình đói bụng mà mình có thịt sống không mà, không lẽ bây giờ mới ăn thịt sống luôn hả trời? Nè, có bánh kem nè, bánh kem. Wow. Trời nè, sao trời nó cháy mọi người ơi. Ôi ơi, ngon quá mọi người ơi, trời ơi, mặc dù sinh tồn nghèo khổ nhưng mà vẫn có đồ ngon nha các bạn. Ok. Hả vậy? Ông sao biết sao nhất sao ông được hưởng đồ ngon chứ ta? Vậy tôi tận một sao nghe, có cái bà kia nãy giờ bà bầu đồ ăn kìa, bà bầu. Ủa, mất rồi. Cái công dụng của cái thuốc tiên gái này làm gì vậy? Hả? Cái công dụng này, cái công dụng này. Ủa là sao Sabine nói nghe coi. Thì mình mua. Mình làm người cá thì mình phải lặn thú không? Giờ chúng ta sẽ gọi là lặn thú. Lặn thú là phải xây nhà dưới, tự nhiên ai cũng xây nhà ở trên. Ok, thôi, tụng hả? Không hiểu luôn. Thì xuống đây mình bơi, mình không có bị mắc nghẹn. Mình sẽ làm một người cá, thử thách một ngày làm người cá nè, thấy không? Wow, đó. Trời ơi, các bạn ơi, ta nói mà nếu bạn gọi là hít cái... Ây da, đừng có bắn hết máu, chết, trời ơi trời. Ui da, một tim đó. Hai Chi, một tim nữa. Bắn vậy, tôi bắn không nào, tôi bắn AB mà. Ây, nửa tim. Ai, AB nha. Đi ra chỗ khác. Trời ơi, không chơi mấy người này nữa. Trời ơi mấy bạn ơi, mấy bạn gọi là mấy bạn nếu mà hết tập thứ tập tiếp theo nữa, mấy bạn đừng quên là comment cho mình gọi là mình sẽ làm tập tiếp theo nha. Trời ơi, mới tập đầu mấy người này chơi cạnh tranh quá, chơi bắn cung kìa. Mình cũng có cung nữa nè. Ok, ngon solo không? Trời ơi, chị Nam ơi. Trời ơi. Solo. Chị làm gì? Chị làm gì? Yếu mà cái gió một sao vậy? Thì tới. Cô lái đò tới. Trời ơi, người cá mà đi bơi xuồng trời. Người cá như Sida vậy. Dạ, yeah, đừng có. Tôi đã có lấy được thêm căn nhà này với lại căn nhà này. Như hai viên nhau nhưng mà đi ra đây té. Ôi, ok. Đâu? Đại gia cho coi coi. Mua hai căn nhà giống nhau. Không phải giống đâu. Nó chỉ có giống màu thôi nên nhưng mà nó có thể tạo ra được cái gì mới lạ đó. Đâu? Để coi coi. Ôi coi kìa. Đâu trên kia đặt đi. Ra đây coi. Để coi đại gia chúng ta sẽ xuất hiện nè. Ui. Ủa cái nhà trang nhà tôi vậy trời. Xin lỗi cho tôi lộn căn, tôi mua thêm căn giống nhà nãy. Trời ơi. Lại. Đúng là đại gia bạn ơi, không có tiếc tiền. Ui. Wow. Cái gì vậy? Ơi. Ôi nhà gì xịn dữ vậy? Ôi. Wow. Trời ơi, căn nhà này giống thịt cái trường học luôn á mấy bạn ơi. Ồ, có lầu luôn kìa, ui. Trời ơi, ủa, có nhà... lầu luôn kìa. Wow, trời ơi. Ủa, xịn rồi. Ủa mà sao cái nhà này xịn hơn cái nhà kia ta? Thì nhà này mắc tiền hơn, phải xịn hơn rồi, trời ơi. Cái lầu mới là gọi là mắc tiền hơn nghe nhau. Ôi da, ui da. Cái lầu mắc tiền nhất nhưng mà cái lầu nhìn cùi mía nhất. Cùi mía, đúng cùi mía luôn. Cái này theo thứ tự nè, cái quả căn màu xám này đó là cùi nhất. Xám ồ, có căn màu xám nữa kìa. À, nói chung là đồ trong cái gọi là cái cắm trại này cũng khá là mắc đó mấy bạn ơi. Nãy gặp người nhà nghèo như mình với chị Navi đồ đâu có đủ tiền mua đâu. Thôi nên phải ăn nhờ đậu. Người nhà giàu. Ok, thì video cũng đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn muốn mà mình tiếp theo video tiếp theo mình mà 5 sao á, mấy bạn đừng quên là comment thần chú vô. Ấy da, đừng có bắn nữa sắp chết rồi. Ê, chết, đừng có bắn tôi. Chết ông sao ý, đừng bắn nữa. Really, nigga?
Ok, thì video đến đây cũng hết thúc. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên để lại cho mình một nút like, một nút share, một nút subscribe, và đừng quên là nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho mình video cắm trại không sao để năm sau mình nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và bye bye, chúc bạn một ngày tốt lành. See ya.